Liên Hiệp Quốc chỉ trích luật an ninh mới làm Trung Cộng nổi giận, tin từ Beijing, China. Ngày hôm nay 9 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng Hoa Xuân Ánh tố cáo ủy viên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã chỉ trích vô căn cứ khi nói rằng luật an ninh mới của nước này là mơ hồ và làm tổn hại quyền tự do dân sự. Tuyên bố của bà Hoa Xuân Ánh cho thấy Trung Cộng tức giận vì những lời chỉ trích liên quan đến chính sách đối nội của họ, đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan ngại về vấn đề an ninh và nhân quyền. Hồi tuần qua, cơ quan lập pháp của Trung Cộng đã thông qua luật an ninh quốc gia, bao gồm tất cả mọi lĩnh vực liên quan đến chủ quyền lãnh thổ cho đến các biện pháp siết chặt an ninh Internet. Ngày thứ Ba 7 tháng 7, Ủy viên Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, ông Zayed Ra'ad Al Hussein đã bày tỏ sự lo ngại và cho rằng luật này mở rộng phạm vi ảnh hưởng một cách bất thường và chứa đựng nhiều thuật ngữ cũng như định nghĩa mơ hồ. Bà Hoa Xuân Ánh cho rằng nhận định như thế là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Cộng. Luật của họ được thiết kế để bảo vệ quyền lợi và sự tự do cho dân chúng.